Bonjour à tous, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chủ đề Việt Pháp Naturalization. Nếu như bạn chỉ mới biết đến kênh, thì trong chuỗi chủ đề Việt Pháp Naturalization này, mình sẽ giới thiệu tất cả các điều kiện cần thiết để nộp đơn xin quốc tịch Pháp, cũng như là quy trình đầy đủ để xin được quốc tịch Pháp một cách toàn diện. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới một cách nhanh chóng nhất, cũng như là để giúp mình phát triển kênh một cách hoàn thiện hơn. Trong video này, mình sẽ tiếp tục chia sẻ bộ câu hỏi ôn thi phỏng vấn quốc tịch Pháp liên quan đến chủ đề văn hóa Pháp, lịch sử Pháp và tình hình chính trị nước Pháp. Bạn có thể coi lại video số 1 tại đây hoặc trong link dẫn trong phần mô tả của video này. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu thôi. Parti. Structure des questions. Chapitre 2. Identité et culture de la France. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các câu hỏi liên quan đến văn hóa nước Pháp. Question 1. Que représente la France pour vous? Đối với bạn, thì nước Pháp thể hiện điều gì? Réponse. Vous pourrez parler ici de l'histoire, de la culture, du siècle des Lumières, de la littérature, des libertés, de la laïcité, de la révolution, ou de la déclaration des droits de l'homme, etc. Đối với dạng câu hỏi mở như thế này thì bạn có thể nói về bất cứ điều gì của nước Pháp. Tất nhiên là về khía cạnh tốt rồi. Bạn có thể nói về lịch sử hay văn hóa, hay là về thời kỳ ánh sáng, văn học, quyền tự do, quyền không tôn giáo, hay nói về cuộc cách mạng, hay cũng có thể nói về việc khai báo quyền tự do con người, etc. Question 2. Quelle est la devise de la République? Vậy thì, liệu bạn có biết rằng khẩu hiệu của nước Cộng hòa Pháp là gì? Réponse. Égalité, liberté et fraternité. Có nghĩa là bình đẳng, tự do, bác ái. Question 3. Peut-on rajouter une quatrième valeur? Et selon vous, ce serait laquelle? Nếu như được, thì bạn có thêm một giá trị thứ tư vào hay không? Và đó sẽ là gì? Réponse. Chacun son avis, mais oui de préférence. Đối với câu hỏi này thì mỗi người đều có thể đưa ra câu trả lời của mình. Sẽ không có câu trả lời nào là sai cả, nhưng bạn cần bảo vệ đáp án của bạn tới cùng. Question 4. C'est quoi la laïcité? Theo bạn thì laïcité là gì? Laïcité có nghĩa là không tôn giáo hay vô giáo. Réponse. Déjà, il faut savoir dire que la laïcité c'est une valeur de la République, ce qui veut dire deux choses. L'État assure la liberté religieuse, il respecte toutes les croyances, chacun est libre de croire, de ne pas croire ou de changer de religion. L'État et les religions sont séparés, l'État est neutre envers les religions et il n'aide aucune religion. Vous pouvez aussi ajouter que la loi de 1905 sépare les églises de l'État. Đối với câu hỏi số 4 này thì bạn cần phải nêu ra được giá trị của việc không tôn giáo. Điều này được thể hiện bằng hai việc như sau. Việc thứ nhất đó chính là nhà nước sẽ phải đảm bảo quyền tự do về mặt tôn giáo. Nhà nước sẽ phải tôn trọng tất cả các loại tôn giáo tín ngưỡng. Đối với mỗi người thì họ đều có quyền tự do về việc tin hoặc là không tin hay là thay đổi về mặt tôn giáo của họ. Điều số 2, nhà nước và các loại tôn giáo thì sẽ tách rời. Nhà nước sẽ phải trung lập đối với tất cả các loại tôn giáo mà sẽ không thiên vị đối với một loại tôn giáo nào cả, không được giúp đỡ bất kỳ một loại tôn giáo nào hơn các loại tôn giáo khác. Ngoài ra thì bạn có thể thêm vào đó, đó là bộ luật năm 1905 đã chia tách nhà thờ và nhà nước. Question 5. À quel âge la scolarité est obligatoire en France? Vậy thì đối với bạn, độ tuổi nào thì việc theo học tại trường sẽ là bắt buộc tại Pháp? Réponse. 3 ans. C'était 6 ans avant, mais le président Emmanuel Macron a changé la loi. Donc, à suivre s'il va encore changer la loi. Độ tuổi theo học bắt buộc tại Pháp đó là kể từ khi 3 tuổi. Trước đây đó là 6 tuổi. Bộ luật này đã bị thay đổi bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Question 6. Jusqu'à quel âge la scolarité est obligatoire en France? Vậy thì đến độ tuổi nào việc theo học sẽ vẫn là bắt buộc tại Pháp? Réponse. Jusqu'à l'âge de 16 ans révolu. Cho tới khi tròn 16 tuổi. Question 7. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Vậy thì theo bạn, chế độ dân chủ hay nền dân chủ có nghĩa là gì? Réponse. La démocratie signifie que la République est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
direct ou indirect, le suffrage est toujours universel, égal et secret. La loi étant l'expression de la volonté générale, tout citoyen doit la respecter. Rendue au nom du peuple français, la justice est indépendante, la force publique garantit le respect de la loi et des décisions de justice. Chế độ dân chủ là gì? Bạn chỉ cần trả lời đơn giản đó là thể chế của nước Cộng hòa Pháp đó là của dân, do dân và vì dân. Cho dù có trực tiếp hay gián tiếp thì việc bầu cử đều là diễn ra đối với tất cả mọi người, công bằng và kín đáo. Question 8. Êtes-vous d'accord avec la démocratie? Liệu bạn có đồng ý với chế độ dân chủ hay không? Réponse. Chacun son avis. Mỗi người có ý kiến riêng của mình. Bạn nên nhớ rằng vẫn còn tồn tại những đất nước mà không có chế độ dân chủ. Question 9. Quels sont les droits et les devoirs du citoyen français? Quyền và nghĩa vụ của công dân Pháp là gì? Réponse. Vous pouvez donner plusieurs exemples. Par exemple, financement des services publics, contribution à la défense nationale, accès aux emplois publics ou éducation, etc. Bạn có thể kể ra một số quyền lợi và nghĩa vụ như sau. Ví dụ như tham gia vào các dịch vụ công, đóng góp vào quốc phòng, hay có quyền lợi vào tìm kiếm việc làm hay giáo dục. Question 10. Quels sont les symboles de la France? Khi nhắc tới nước Pháp thì chúng ta nhắc tới những biểu tượng nào? Réponse. Drapeau tricolore, hymne national, la Marseillaise, Marianne, la devise de la France, égalité, liberté, fraternité, le 14 juillet, le coq gaulois, le faisceau de l'Hitler, le sceau ou fleur de lys. Question 11. Quel est l'emblème de la France et que signifient ses couleurs? Vậy thì biểu tượng tượng trưng của nước Pháp là gì và màu sắc của nó có ý nghĩa như thế nào? Réponse. L'emblème de la France est le drapeau constitué de trois couleurs bleu, blanche et rouge. Le blanc est la couleur des rois, le bleu est celui de Paris et le rouge peut faire référence au sang versé pour la libération du peuple. Biểu tượng của nước Pháp đó chính là ngọn cờ ba màu xanh, trắng, đỏ. Màu trắng chính là thể hiện cho màu của vua chúa. Màu xanh là màu của Paris và màu đỏ có thể biểu hiện cho những dòng máu đã phải đổ xuống cho việc giải phóng dân tộc. Question 12. Quel est le nom de l'hymne national? Qui l'a écrit et en quelle année? Pourquoi il porte le nom d'une ville? Bài hát quốc ca của nước Pháp là gì? Ai đã viết ra nó và vào năm bao nhiêu? Tại sao nó lại mang tên của một thành phố? Réponse. L'hymne national s'appelle la Marseillaise. Elle est écrite par Rouget de Lille pendant la Révolution en 1792. Elle a été chantée par les volontaires marseillais lors de leur marche sur Paris. C'est là qu'elle prendra ce nom. Bài hát quốc ca mang tên La Marseillaise được viết bởi Rouget de Lille trong cuộc cách mạng năm 1792. Nó đã được hát bởi những người tình nguyện Marseillais trong khi hành quân tại Paris và chính vì thế nó đã được lấy tên của thành phố này. Passons à la question 13. Citez des fleuves en France. Hãy kể tên các dòng sông ở nước Pháp. Réponse. La Loire, la Seine, le Rhône, le Rhin ou la Garonne. Question 14. Énumérez des personnages français connus. Hãy kể tên những nhân vật người Pháp nổi tiếng. Réponse. Alors pour cette question, il y a beaucoup de réponses possibles. Pour certains domaines, il faut connaître deux ou trois personnes ou voilà, apprendre par cœur. Littérature, on a Honoré de Balzac, Victor Hugo, Albert Camus. Philosophie, on a Voltaire, Jean-Paul Sartre. Peinture, on a Paul Cézanne, Claude Monet. Ou musique, Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Edith Piaf. Science, d'Alembert, Coulomb, Marie Curie. Sport, on a Gaël, mon fils, Richard, Virenque, Zidane, Platini, Yannick Noah. Guerre, on a Napoléon, Jeanne d'Arc, architecture, Gustave Eiffel, etc. Très honnêtement, moi je connais pas toutes ces personnes. Question 15. Qui est la Marianne? Marianne La Haye. Réponse. C'est un des symboles de la France,
paysanne au bonnet phrygien qui incarne la République et les valeurs de la liberté et de démocratie. Elle existe sur les pièces de monnaie. Elle apparaît sur le tableau d'Eugène Delacroix. Marianne là một trong những biểu tượng của nước Pháp, là một người nữ nông dân đầu đội mũ phrygien, là một trong những biểu tượng của nước Cộng hòa Pháp cũng như là các giá trị về mặt tự do và dân chủ. Marianne xuất hiện ở trên các đồng tiền và cũng như là trong bức họa của Eugène Delacroix. Question 16. Que représente le 14 juillet? Ngày 14 tháng 7 thể hiện điều gì? Réponse. C'est la fête nationale, date anniversaire de la prise de la Bastille pendant la Révolution. La Bastille était une prison où le roi enfermait des personnes sans jugement. Ngày 14 tháng 7 là ngày lễ quốc khánh của Pháp, nhằm ăn mừng việc giành lại được nhà tù Bastille trong thời kỳ cách mạng. On va avoir des questions géographiques maintenant. Question 17. Quels sont les trois types de collectivités en France? Hãy nêu ra ba đơn vị hành chính tại Pháp. Réponse. Les trois types de collectivités en France, ce sont communes, départements et régions. Question 18. Pouvez-vous citer des départements d'outre-mer? Liệu bạn có thể kể tên các tỉnh hải ngoại của Pháp được không? Réponse. La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Mayotte. Question 19. Dans quel département habitez-vous et quel est le nom de votre mère? Hiện tại, bạn đang sống trong tỉnh département nào? Thị trưởng, le maire của département đó tên là gì? Pour cette question, il faut faire un peu de recherche sur votre département. Bạn nên tìm hiểu những thông tin căn bản nhất về département của mình là gì, ví dụ tên của département hay code postal của département, cũng như đó là le maire của département tên là gì. Ví dụ rất đơn giản đó là le maire của Paris là Anne Hidalgo. Question 20. Donnez des exemples de départements français. Hãy đưa ra những ví dụ về các tỉnh thành département tại Pháp. Réponse. Vous pouvez lister Bouches-du-Rhône, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Paris, Seine-et-Marne, etc. Question 21. Donnez des noms de grandes villes françaises. Hãy kể tên các thành phố lớn tại Pháp. C'est très simple. Paris, Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux. 22. Que fait-on le 1er mai? Chúng ta tổ chức điều gì vào ngày 1 tháng 5? C'est la fête du travail. C'est un jour férié. Ngày 1 tháng 5 là một ngày lễ quốc tế lao động. 23. Citez trois monuments historiques. Hãy kể tên ba công trình lịch sử. On peut donner quelques exemples. Château de Versailles, le Louvre, Château de la Loire. Question 24. Citez des chaînes de montagnes en France. Hãy kể tên các dãy núi ở Pháp. Il y a les Alpes, les Pyrénées, Vosges, le Massif central et le Massif du Jura. Ensuite, question 25. Et quel est le point culminant en France? Điểm cao nhất tại Pháp là đâu? Le Mont Blanc. Question 26. Et quels sont les pays frontaliers avec la France? Những đất nước nào có chung đường biên giới với nước Pháp? Pays frontaliers ou limitrophes avec la France sont Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Suisse, Andorre, Italie et Monaco. Question 27. Combien de pays comporte l'Union européenne? Liên minh châu Âu bao gồm bao nhiêu nước? Réponse. Il y avait 28 pays avant le Brexit de l'Angleterre qui s'est passé en fin janvier 2020. Question 28. C'est quoi l'hôtel de ville? Tòa thị chính. L'hôtel ville có nghĩa là gì? Réponse. L'hôtel ville, c'est le siège des instituts municipaux. Question 29. Que représente le jour du 11 novembre? Ngày 11 tháng 11 có ý nghĩa gì? C'est l'armistice de 1918, signé le 11 novembre et qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. Hiệp định đình chiến được ký kết vào ngày 11 tháng 11 năm 1918 và cũng đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Question 30.
c'était un grand événement sportif français? Hãy kể tên một sự kiện thể thao lớn của Pháp. On peut bien sûr citer le Tour de France, une épreuve cycliste. Question 31. Citer des plats typiques français? Hãy kể tên các món ăn điển hình của Pháp. Oh, pour ça, il y en a plusieurs. Foie gras, tartiflette, coq au vin, quiche lorraine, steak tartare, etc. Voici notre dernière question pour cette partie. Question 32. A-t-on le droit de porter des signes religieux dans les endroits publics? Liệu chúng ta có quyền mặc những trang phục tôn giáo ở những nơi công cộng? La réponse est oui. Sauf les écoles, les collèges et les lycées publics selon la loi de 2004. Bravo, vous venez de terminer la deuxième partie Identité et culture de la France. Pour les prochaines vidéos, je vous présenterai l'histoire de la France et la politique de la France. Je vous souhaite bonne révision et préparez-vous bien pour l'entretien de naturalisation. Bonne chance, à la prochaine.